Kính chào quý vị, bây giờ là khung thời lượng của bản tin 141, chương trình do Đài Hà Nội phối hợp với Công an thành phố thực hiện. Ngay sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý có trong phần nhật ký 141 mà chúng tôi đã cập nhật. Liên tiếp trong ngày 4 tháng 10, đội thủ tục hành lý nhập khẩu thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện tạm giữ hai hành khách có quốc tịch nước ngoài cất giấu 6 kg kim loại màu vàng trong người, nghi là vàng nhập lậu. Cụ thể, vào khoảng hơn 9 giờ ngày 4 tháng 10, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Nội Bài đã phát hiện một hành khách có biểu hiện nghi vấn. Sau khi sử dụng máy phát hiện kim loại, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Nội Bài đã phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, lấy trong vùng kín và trong hai đế giày ra 3 miếng kim loại màu vàng, tổng trọng lượng 3 kg. Tại cơ quan hải quan, hành khách này đã khai nhận 3 miếng kim loại trên là vàng 9999. Ước tính số vàng này có giá trị khoảng 6 tỷ đồng. Đến chiều cùng ngày, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài tiếp tục phát hiện, kiểm tra một người đàn ông có biểu hiện nghi vấn khác. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 6 miếng kim loại màu vàng, trọng lượng 3 kg. Đáng nói, người đàn ông này cất giấu rất tinh vi, trong một đai cuốn quanh bụng dưới cặp quần. Qua khai thác tại chỗ, người này cho biết đã được một người Trung Quốc không rõ họ tên, số điện thoại, hứa sẽ trả 1.000 nhân dân tệ cho một miếng nếu đưa được số vàng đó nhập cảnh vào Việt Nam. Khi ra sân bay Nội Bài sẽ có người đón và lấy số vàng trên. Đội thủ tục hành lý nhập khẩu thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã tiến hành niêm phong hải quan toàn bộ 6 kg kim loại vàng nêu trên và chuyển toàn bộ hồ sơ, đối tượng, tang vật đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an thành phố Hà Nội để điều tra xử lý theo quy định. Thời gian qua, các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội đã vào cuộc quyết liệt, tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm giảm nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Bên cạnh các cuộc kiểm tra định kỳ và đột xuất, công tác hậu kiểm cũng được tăng cường. Qua đó kịp thời phát hiện thực phẩm không bảo đảm an toàn, cơ sở tồn tại vi phạm, chưa tuân thủ đầy đủ quy trình chế biến. Trong 9 tháng năm 2024, tổng số cơ sở được kiểm tra là 433 cơ sở, trong đó tuyến huyện kiểm tra 86 cơ sở, tuyến xã, thị trấn kiểm tra 347 cơ sở. Trong quá trình kiểm tra, đã phát hiện xử lý vi phạm 14 cơ sở. Số tiền xử lý vi phạm hơn 27,7 triệu đồng. Lỗi vi phạm chủ yếu là không bảo đảm vệ sinh trong và ngoài khu vực chế biến, kinh doanh thực phẩm, mang, mặc trang phục bảo hộ lao động không đầy đủ, thiếu giá kệ chứa thực phẩm. Từ nay đến cuối năm 2024, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân tăng cao để đảm bảo an toàn thực phẩm. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đề nghị đoàn kiểm tra của các địa phương tăng cường công tác kiểm tra an toàn thực phẩm, tập trung kiểm tra hậu kiểm, kiểm tra đột xuất, xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực an toàn thực phẩm. Nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông dịp lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, các tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội được tăng cường làm nhiệm vụ tại những tuyến đường, địa bàn trọng điểm, khu vực giáp danh, qua đó đã chủ động kịp thời phòng chống hiệu quả với tội phạm đường phố, tội phạm có dấu hiệu hình sự. Tối ngày 4 tháng 10, tổ công tác Y2141 đã phát hiện hai đối tượng đi xe ô tô có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe các đối tượng chứa một lượng lớn các chất nghi là ma túy. Qua đấu tranh, các đối tượng liên quan khai nhận là ma túy đá và thuốc lắc. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an quận Hoàn Kiếm để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Cũng trong ngày 4 tháng 10, các tổ công tác 141 qua kiểm tra kiểm soát đã phát hiện 10 vụ việc, bàn giao 12 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự. Tang vật thu giữ gồm 6 gói ni lông chứa chất nghi ma túy, một dùi cui điện, một gậy ba khúc, 10 bình kim loại nghi chứa khí N2O, một giấy phép lái xe nghi không do cơ quan có thẩm quyền cấp, 2 xe mô tô nghi xe tang vật, xử lý 36 vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ngoài ra, các tổ hóa trang quá trình tuần tra phát hiện bàn giao 27 phương tiện, 27 đối tượng có các hành vi nẹp bô, điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, lạng lách, xe không biển kiểm soát, bàn giao cho công an phường sở tại để xác minh, xử lý theo quy định. Trong thời gian tới, Công an thành phố sẽ tiếp tục triển khai các tổ công tác 141 nhằm ngăn chặn đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm đường phố, đồng thời tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm thanh thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, rú ga, nẹp bô, mang theo hung khí, gây rối trật tự công cộng, nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trên các tuyến phố thủ đô.
Sau hơn 2 năm triển khai đề án 06 của Chính phủ đã có rất nhiều thay đổi tích cực trong đời sống, đặc biệt là người dân không cần phải mang nhiều giấy tờ khi ra ngoài đường, thủ tục hành chính được rút gọn. Có được sự tiện lợi này không chỉ nhờ sự chung sức đồng lòng của toàn dân, mà còn nhờ vào nỗ lực lớn, quyết tâm cao của lực lượng công an, các cơ quan quản lý. Công an phường Láng Thượng là một trong những đơn vị đầu tiên hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân gắn chip cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn quận Đống Đa. Đây là kết quả của quá trình làm việc linh hoạt, quyết tâm cao và ứng dụng tốt khoa học công nghệ. Thế người dân khi thời điểm ra rất đông, có những lúc là vài trăm người dân. Thì mình mới thấy là tại sao lại không kết hợp lại cái việc là lần lượt làm từng khâu một. Tức là khi một người dân đến làm khai dữ liệu, đối chiếu, khi người ta sang lăn tay thì sẽ kiểm tra dữ liệu cho một người dân khác. Với cái tình huống như thế thì phải có thêm một cái máy chạm nữa để làm cái máy kết nối trung gian giữa các khâu. Sáng kiến này của anh Tuấn không chỉ làm tăng hiệu quả cấp căn cước công dân mà còn giảm thời gian chờ đợi cho người dân. Các đồng chí bỏ hết sức mình cùng với lại nhân dân làm, thì các đồng chí phân cái việc mà những cái người mà có sức khỏe thì đến phường làm, coi như là có các đồng chí tiếp đón rất là tử tế mà không để một cái sự việc xảy ra. Còn các đồng chí, các ông bà ốm đau khó khăn không ra được, các đồng chí đến tận nhà để các đồng chí làm. Trên địa bàn thành phố Hà Nội, lực lượng công an giữ vai trò tiên phong đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ triển khai đề án 06. Xác định được trọng trách, ngay từ những ngày đầu triển khai, lực lượng công an từ khu vực nội thành đến các huyện ngoại thành, vùng sâu vùng xa đều tích cực triển khai nhiều kế hoạch, giải pháp với phương châm làm hết việc, không làm hết giờ. Bất kể đó là ai, người lớn tuổi khó đi lại hay người khuyết tật, thì lực lượng công an vẫn hỗ trợ hết mình, tận tụy ngày đêm. Thì Ba Vì cũng là một cái địa bàn là tương đối đông, dân cư đông, và đặc biệt nữa là có một cái điểm cũng đáng quan tâm, đấy là vùng Ba Vì là có đồng bào dân tộc thiểu số. Thế đây cũng là một cái khó khăn mà chúng tôi đặt ra cái mục tiêu là cũng phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để tạo cái sự đồng thuận trong người dân. Và một điểm nữa là chúng tôi cũng quan tâm, đấy là làm tốt cái công tác điều tra cơ bản đến với cái, đặc biệt là với cái số đối tượng là dưới 14 tuổi, để bổ sung vào cái dữ liệu dân cư phục vụ tốt nhất khi mà số đối tượng này có nhu cầu cấp căn cước. Thì gia đình tôi rất là phấn khởi và cũng rất là mong muốn để được cho các cháu đến công an trụ sở để thực hiện cái việc làm căn cước mới cho các cháu luôn, để sắp tới nay làm thủ tục nhập học hoặc làm thủ tục đi khám chữa tiêm phòng cho các con được kịp thời và nhanh chóng, rút gọn những cái thủ tục hành chính rườm rà như trước đây là phải mang giấy tờ A, giấy tờ B, giấy khai sinh rồi sổ hộ khẩu các thứ đi rất là phức tạp. Rõ ràng những đổi mới trong cấp thẻ căn cước hay xóa bỏ hộ khẩu truyền thống đã tạo ra một bước tiến mới trong công tác quản lý hành chính. Người dân dễ dàng thuận tiện khi tiếp cận những dịch vụ công, các thủ tục hành chính hay đơn giản như tham gia giao thông với giấy tờ đã được tích hợp trên ứng dụng VNEID. Trước sự bùng nổ của khoa học công nghệ, cùng với chỉ đạo của Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, lực lượng công an thủ đô vẫn tiếp tục không ngừng đổi mới, nâng cao kiến thức nghiệp vụ, ứng dụng và công tác chuyên môn, hướng tới mục tiêu cao nhất là vì nhân dân phục vụ, cống hiến, cố gắng để đổi lấy sự hài lòng của người dân. Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp và Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển trái phép ma túy từ Campuchia về Việt Nam. Trước đó, tối 13 tháng 9, lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực mốc 232/1 đã phát hiện bắt giữ đối tượng La Văn Điều, sinh năm 1996, trú tại Đồng Tháp, thu giữ một bịch ni lông màu đen, bên trong chứa 4,2 kg ma túy và một xe máy. Qua công tác điều tra ban đầu, đối tượng Điều khai được một người không rõ lai lịch thuê vận chuyển số ma túy trên từ Campuchia về Việt Nam với số tiền công 8 triệu đồng. Khi Điều vừa vượt biên trái phép mang bọc ma túy về Việt Nam để cất giấu ở bụi cây cạnh bờ sông thì bị bắt giữ. Chương trình ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai.